Nhiều khi không có, lúc nào không phải lúc nào cũng có ấy. Cho nên nhiều lúc á, Hà nhiều lúc cái có thì nhiều lúc lại lúc có thì lại không, mọi người lại không ấy, xong rồi tới lúc ấy, Hà hết đấy, mọi người bắt đầu ấy, biết rồi, đến nó rồi, biết đến nó rồi, xong rồi đến lúc mà hỏi đến ấy, thì Hà lại hết mất rồi ấy. Uổng lắm, tiếc lắm mọi người ạ. À, uổng lắm, tiếc lắm. Cho nên mọi người ấy, thích nó thì mình cứ mua đi, mình mua nó, mình để dành, mình ăn nó, mình ăn thử cho nó biết cái hồng Hàn Quốc nó ra làm sao, đúng không mọi người? Tại vì mình ăn ở đây hồng trái ở đây thì nó cũng đầy đấy rồi, một trái cũng mấy đồng một trái rồi, đúng không mọi người? Còn đây nó sấy khô lên mà nó bán mấy chục đồng ký, ăn mình ăn từ từ, mình ăn dần dần cũng tốt quá mà, đâu có vấn đề gì đâu. Thôi Hà cứ để đây nhá, Hà qua cái khác nha, ai lấy thì ấy nhá. Còn còn thì nếu mà còn nữa thì lấy, không còn không hết nữa, hết thì thôi nha mọi người nha. Đây, Hà về cái set này này mọi người ơi, Hà về cái set này, cái set serum của Hoàn Lưu Cao nha mọi người nha. Cái này là cái set serum Hoàn Lưu Cao nè. Đó, cái set serum Hoàn Lưu Cao. Thì một cái set serum Hoàn Lưu Cao này á, nó có một cái chai này á, là cái chai serum của Hoàn Lưu Cao. Thì cái chai này á, là mình chải cái bước đầu tiên nha mọi người nha. Cái bước đầu tiên sau là đầu tiên, tức là đầu tiên của cái bước dưỡng da nha mọi người nha. Sau khi mình rửa mặt xong á, là mình xài cái chai này nha mọi người nha. Cái chai này á, nó là 75 ml, nó là full size. Giá công ty của nó là 320 đồng nha mọi người nha. Giá công ty á, một cái chai này là 320 đồng một cái chai này nha. Mà trong cái set này á, thì mình lại được tặng nha, là kem dưỡng nha và kem mắt nha mọi người nha. Cái này Hà chưa có đánh dấu ở đây cho mọi người, Hà phải đánh dấu ở đây cho mọi người nhé. Hà phải đánh dấu ở đây kem mắt với lại kem mặt cho mọi người nha. Và ở đây là được một cái chai tinh chất của Hoàn Lưu Cao nha mọi người nha. Và ở đây mình lại được tặng thêm một cái chai nhỏ này, cái chai xe nhỏ serum này á. Cái chai serum này mọi người biết là Hà vẫn từng bán là nó là 25 đồng một chai rồi nhá mọi người nha. Hà đã bán là Hà từng bán nó là 100 một làm 25 đồng một một cái chai này rồi. Cái chai nhỏ này mình đi du lịch nhé. Khi mà mình rửa mặt xong mình xài lên thật sự nó thẩm thấu rất là tốt cho cái da, cho cái lớp đầu tiên của mình. Cho cái lớp đầu tiên của mình đấy, nó thấm rất là nhanh vô cái lớp da mình. Rồi đó, sau đó là mình xài những cái bước kế tiếp, giống như là mình xài cái giống như là một cái set này, thí dụ như ai thích, ai muốn trải nghiệm cái Hoàn Lưu Cao là mình có thể xài trải nghiệm cái set này là được rồi nhá. Đây đó nhá, mình rửa mặt xong mới là mình xài cái serum này nhá, là cái bước số 1 nhá. Số 2 là mình xài cái tinh chất này nhá, tinh chất của Hoàn Lưu Cao nha. Số 3 là mình xài kem mắt nha mọi người nha, đánh kem mắt trước xong bắt đầu số 4 mình xài đến kem mặt nha mọi người nha. Như vậy là mình đã đủ các bước để mình xài. Và cái ngay tại cái chai này ấy nha, Hà cũng đang xài cái dòng Hoàn Lưu Cao này luôn nha, cái chai bước số 1 này, và Hà vẫn đang xài nó luôn nha. Thì cái dòng này mọi người biết rồi. Cái dòng Hoàn Lưu Cao này là cái dòng dòng trẻ hóa da 10 năm tuổi nha mọi người nha. Lấy lại 10 năm tuổi thanh xuân cho mình nha mọi người nha. Lấy lại 10 năm tuổi thanh xuân cho mình, là tức là cái làn da của mình á, nó căng và nó căng mà nó mịn mà nó cái nó cứ nó tăng cái collagen cho mình rất là tốt nha mọi người nha. Đó là tại sao nó là như vậy, chứ không phải là trẻ hóa 10 năm tuổi là giống như là mình phải đi thẩm mỹ viện, mình kéo căng, phải là mình phải làm cái này cái kia, hoặc là mình biến dạng cái khuôn mặt mình người kia khác. Không có, cái mặt mình nó vẫn như vậy, nhưng mà chỉ có cái làn da của mình đó là trẻ hóa 10 năm tuổi, là cái làn da của mình nha mọi người nha. Nhìn cái làn da của mình mà không ai đoán được cái tuổi của mình nó là như vậy nhá. Ừ. Thì cái set này để Hà coi, Hà bán cái set này để Hà coi cho nhá. Mình muốn trải nghiệm cái set này cũng rất là đơn giản, mình có lấy cái này là mình có đủ hết tất tần tật tất cả các ấy rồi. Đâu đâu người ta nhiều đơn lắm, không biết ở đâu luôn rồi.
Không biết là đâu đơn nó biết nằm đâu rồi mọi người. Để Hà chắc là để Hà đưa lên trên 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 Facebook, Hà đưa bán, đăng giá lên bán cho mọi người luôn đi. Cái đơn đấy giờ không thấy đây hết à. Không thấy cái đơn nha, đây. Không thấy đơn giá ở đây. Ôi, trên like này ấy, Hà cứ bán sale nha, Hà bán sale cho mọi người luôn nha. Cái set này Hà bán là 175 đồng nha mọi người nha. Hà cứ tính giá như vậy nha, Hà cứ tính cái giá đại đại như vậy nha. Tại vì cái set kia là Hà bán là đã một cái set này và một cái chai này nguyên của nó, và cộng với kia là trước Hà bán là đã 100, lúc đầu tiên là mới có hàng bắt đầu bán là 195 đồng một cái set đó rồi. Thì cái set này nó cũng tương tự như cái set đó luôn. Cái set này thì Hà tính là 175 đồng nha mọi người nha. Cái set này nha. Mình ai muốn trải nghiệm cái hoàn lưu cao, mình có thể là có một cái set như thế này là mình đã xài được hết nó rồi nha. Hà quên rồi đấy, Hà báo giá. Hà quên đấy, mà chẳng giờ không nhớ nữa. Để xem Hà có quên hay có nhớ gì nữa không nha. Cái set đẹp không mọi người? Đợt này á, là công ty ra cái set như thế này nha mọi người nha. Nếu mọi người thích xài cái hoàn lưu cao, mọi người muốn trải nghiệm cái hoàn lưu cao này, cái kem mắt, kem dưỡng, serum tinh chất của nó, thì mọi người xài cái set này. Đó. Đó. Mọi người lấy cái set này là mọi người có đầy đủ hết để mọi người xài nó, trải nghiệm nó nha. Ok không mọi người ơi? Hà qua nữa ạ. À? Hà qua nhanh ạ. À?